Xin chào các bạn ha, chúng ta đã gặp nhau rồi và mình là Tùng Dũ. Clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số điểm thay đổi khi các bạn đăng ký thủ tục hoạt động mở phòng net mọi người ha. Thì ngoài giấy phép đăng ký kinh doanh thì các bạn phải lên quận rồi mang theo chứng minh nhân dân, hộ khẩu, rồi bên đó họ sẽ hướng dẫn bạn làm từ A tới Z luôn. Thì ngoài cái đó nha, thì các bạn cần phải có một cái giấy đó gọi là giấy phép phòng cháy chữa cháy. Đây là một điểm thay đổi từ tháng 7 2022 mọi người ha. Thì như các bạn đã biết rồi, năm vừa rồi á là cái sự cố cháy hỏa hoạn nó diễn ra rất là nhiều ở karaoke á, nên bây giờ họ yêu cầu ở các loại hình kinh doanh á phải có giấy này, mà đặc biệt là các giấy này á bạn có thể xin trước khi bạn có giấy phép kinh doanh mọi người ha. Cái này các bạn lưu ý nha, bởi vì cái vấn đề mà xin giấy phép kinh doanh trước khi có xin giấy phép phòng cháy chữa cháy á, trước khi có giấy kinh doanh á, là cái này là cán bộ công an họ có nói với bên khách hàng bên mình á, là cái phòng máy mà robot 100 máy mới khai trương á, họ có nói như vậy. Thứ hai á, là khi các bạn ra làm hồ sơ á, thì sẽ có hai bộ hồ sơ, bạn làm bạn thiếu cái nào á thì họ sẽ phạt bạn cái đó. Chưa kể khi mà bạn hoạt động kinh doanh á, mà bạn không có giấy phép á, họ đi kiểm tra họ cũng sẽ phạt bạn mọi người à, họ có đoàn kiểm tra đàng hoàng mọi người ơi. Bởi vì khi bạn mở ra kinh doanh cái gì á là phía công an họ có thông tin hết, mà khi mà đã kinh doanh rồi họ đi kiểm tra rồi mà không có là bị phạt nặng. Rồi sau khi các bạn làm hồ sơ rồi thì các bạn phải đảm bảo những sau: đầu tiên là tiêu lạnh này, thứ hai là bình chữa cháy này, thứ ba là lối các biển hiệu lối thoát hiểm này, thứ tư là cái bản thiết kế sơ đồ hoạt động của người ạ, là cái sơ sơ đồ mà cục kinh doanh bạn á, và thứ năm là trong cái bản thiết kế đó là phải có ghi chú rõ ràng là bạn đặt cái những cái bình chữa cháy hay là bình những cái đồ mà là phòng cháy cháy ở đâu. Còn nếu mà bạn không cung cấp được cái đó mọi người ha, thì các bạn phải nhờ bên phòng cháy chữa cháy họ sẽ đến địa điểm kinh doanh của bạn, họ sẽ đo đạc và họ lên lên cái sơ đồ mọi người ha. Thì có hai phương án để bạn lựa chọn: một là các bạn dựa vào cái sơ đồ nhà của bạn có sẵn, rồi các bạn phải chỉnh sửa ghi chú là cái chỗ đặt bình chữa cháy này, còi cứu hỏa này, hay là tiêu lệnh ở đâu này. Còn không á, bạn phải nhờ bên đó họ lên, họ đến tận nơi họ khảo sát, họ lên bản vẽ mọi người ha, và họ cũng bán luôn đồ phòng cháy chữa cháy mọi người ha. Mình nói vậy thôi là các bạn cũng biết phải làm sao đâu mọi người ha. Thì đó, đây là một trong những cái điểm cực kỳ mới trong năm nay các bạn phải lưu ý nha. Bạn nào dự định mở phòng net thì cần phải chú ý cái vấn đề giấy phép phòng cháy chữa cháy, và cái này có thể xin được trước khi có giấy phép kinh doanh mọi người ha. Chúng ta nên chủ động, bởi vì khi các bạn quên hoặc là các bạn không biết mà các bạn mở ra kinh doanh á, phía bên công an họ đi kiểm tra không có giấy phép là bạn bị phạt rất là nặng. Ví dụ hai bộ hồ sơ bạn thiếu một bộ phạt 4 triệu mọi người ha. Rồi cái mà mức yêu cầu á, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy á, nó còn phụ thuộc vào diện tích nữa mọi người. Diện tích các bạn càng lớn thì yêu cầu càng nhiều. Đơn cử là cái phòng net notebook mình mới mở lên thì diện tích sử dụng của họ là ba tầng đúng không? Ba tầng là một tầng là 150 mét sàn. 150 sàn nhân cho 3 là 150. Nhưng mà khi mà trong cái hợp đồng thuê nhà là chủ nhà họ lại lỡ ghi mất là diện tích sử dụng 500 mét vuông luôn, nên thành ra nó ở một cái mức khác và yêu cầu nó cao hơn. Ví dụ nó ở tụt xuống mức 400 hoặc là 300 á thì nó lại ở một cái mức khác, yêu cầu khác nữa, nên thành ra các bạn cần phải chắc chắn và cần phải tìm hiểu kỹ, rõ ràng, kỹ lưỡng mọi người ạ. Ra phía công an phòng cháy cháy á họ sẽ hướng dẫn hết mọi người à, nếu mà không có là cực kỳ rắc rối luôn. Và tiện đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn một cái câu chuyện, đó chính là năm ngoái tháng 5 tháng 6 á 2022 á, thì mình có một người anh ở Huế á, thì chủ của một máy Huế Zone số 5A Phong Châu mọi người, nếu bạn nào có ở miền Trung hoặc là ở Huế bạn đã biết á, thì phòng máy đó cũng 3-4 tầng á, hơn cũng 100 máy, nhưng mà sau một đêm thì nó tất cả thành tro bụi rồi, vì cháy mọi người, cháy hết cả tòa nhà luôn, máy móc rồi xe cộ cháy hết. Và xui một cái là cái sự cố để xảy ra lúc 3 giờ sáng, lúc khách đang chơi đêm,
nên rất là nhiều khách họ nhảy từ tầng 2 xuống sang nhà hàng xóm. Và có cả đơn vị chữa cháy họ mang cái thang cọ thang xe xe có đưa thang mọi người lên cứu hộ nữa mọi người. Và sau đợt đó á, là cái phòng đó bị phạt rất là nặng luôn và dẫn đến là quyết định nghỉ kinh doanh phần nét luôn, bởi vì máy móc không còn rồi, xe của khách cũng phải đền này, chưa kể là bạn mở đêm bạn bị phạt này, rồi cũng an toàn phòng cháy chữa cháy chứ không đảm bảo này, nó phạt rất là nặng mọi người. Nên thành ra mà với lại chúng ta đang kinh doanh mà có số lượng tài sản rất là cao lên đến mấy trăm triệu thì các bạn nên chú ý về phần phòng cháy chữa cháy, chúng ta lên phòng phòng hoạn hơn nữa, phòng cháy hơn là có cháy rồi mình chữa mọi người ha. Cần hướng dẫn nhân viên rồi biết cách thao tác mở rồi bình bình chữa cháy để xịt mọi người ha. Thì đó là một điểm mà chúng mà mình muốn các bạn cần chú ý trong khi muốn mở nét trong thời năm 2023 mọi người ha. Các bạn có câu hỏi gì cứ nhắn tin cho mình qua Zalo 0973 963 268. Xin chào và hẹn gặp lại.